Chào các em, chào mừng các em đến với lời giải hay chấm com. Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau hoàn thành các bài tập trong phần Skills 1, trang số 12, Unit 1, My Hobbies trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7 mới tập 1. Trước chúng ta sẽ cùng nhau vào phần Reading. Nhiệm vụ số 1 của chúng ta trong phần Reading đó là Work in Pairs, làm việc theo cặp. Look at the pictures and discuss the questions below. Chúng ta hãy nhìn vào các bức tranh và thảo luận các câu hỏi dưới đây. Câu hỏi số 1, What can you see in the pictures? Em nhìn thấy gì trong các bức tranh? Câu hỏi số 2, What do you think the objects are made of? Có nghĩa là em nghĩ rằng những vật thể này được làm bằng gì? Và câu hỏi số 3, Can you guess what hobby it is? Các em có đoán được đây là sở thích gì không? Đối với câu hỏi số 1, What can you see in the picture? Em thấy gì trong bức hình? Thì trong bức hình chúng ta thấy hình số 1 chúng ta có một chú gấu, hình số 2 chúng ta có hoa, hình số 3 chúng ta có một chú chim và rất là nhiều hoa. Câu hỏi số 1 chúng ta sẽ trả lời như sau. Câu số 1. Trong bức hình số 1 chúng ta thấy một chú gấu bông, a teddy bear. Bức hình số 2 chúng ta thấy một bông hoa, a flower. Và ở bức hình số 3 thì chúng ta thấy một chú chim, a bird, và nhiều hoa, and flowers. Tiếp theo đến câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2, What do you think the object are made of? Em nghĩ những vật này làm từ gì? Thì chúng ta thấy những vật này được làm từ vỏ trứng. Chúng ta có thể trả lời câu số 2 như sau. They are made of egg cells. Câu số 2 chúng ta trả lời là They are made of egg cells. Chúng được làm từ vỏ trứng. Và chuyển tiếp sang câu hỏi số 3. Can you guess what hobby it is? Bạn có thể đoán sở thích đó là gì không? Thì sở thích này chúng ta có thể đoán ra đó là sở thích khắc vỏ trứng. Ta sẽ trả lời câu số 3. The hobby is carving egg cells. Câu trả lời cho câu hỏi số 3 của chúng ta đó là The hobby is carving egg cells. Đó là sở thích khắc vỏ trứng. Và tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần Now read about Nick's father's unusual hobby and check the answers. Bây giờ đọc về sở thích kỳ lạ của ba Nick và kiểm tra câu trả lời của em. Chúng ta sẽ cùng nhau đọc bài. My father has an unusual hobby, carving egg cells. Có nghĩa là ba tôi có một sở thích không bình thường, đó là khắc vỏ trứng. As everyone knows, egg cells are very fragile. Như mọi người đều biết là vỏ trứng rất dễ vỡ. My dad can make beautiful pieces of art from empty egg cells. Ba tôi có thể làm ra những tác phẩm nghệ thuật thật đẹp từ những vỏ trứng. It's amazing, nó thật tuyệt vời. He started the hobby 5 years ago after a trip to the US where he saw some carved egg cells in an art gallery. Ông ấy bắt đầu sở thích này từ cách đây 5 năm sau một chuyến đi đến Mỹ, nơi mà ông ấy thấy vài vỏ trứng được khắc và trong phòng triển lãm nghệ thuật. My father did not go to class to learn how to carve. Ba tôi đã không đi đến lớp học để học khắc. He learned everything from the internet. Ông đã học mọi thứ từ internet. Some people say that this hobby is difficult and boring, but it isn't. Vài người nói rằng sở thích đó thật khó và chán, nhưng không phải vậy. All you need is time. Tất cả những gì bạn cần là thời gian. It may take 2 weeks to complete one cell. Nó có thể mất 2 tuần để hoàn thành một vỏ. I find this hobby interesting because carved egg cells are a unique gift from family and friends. Tôi thấy sở thích này rất thú vị bởi vì những vỏ trứng được chạm khắc là món quà độc đáo cho gia đình và bạn bè. I hope that in the future he teach me how to do egg cell carving. Tôi hy vọng trong tương lai ông sẽ dạy tôi cách khắc vỏ trứng. Như vậy chúng ta đã đọc xong đoạn văn nói về sở thích khắc vỏ trứng của ba Nick, cho nên chúng ta có thể
thấy rằng câu trả lời của chúng ta sở thích ở trong phần một này là khắc vỏ trứng là một câu trả lời chính xác. Và sau khi đọc xong phần đoạn văn này, cô và các em sẽ cùng nhau chuyển sang nhiệm vụ số 2. Nhiệm vụ số 2 của chúng ta như sau. Read the text and answer the questions. Chúng ta sẽ đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi sau. Câu hỏi số 1. Why does Nick think his father's hobby is unusual? Tại sao Nick nghĩ rằng sở thích của ba anh ấy là kỳ lạ? Thì chúng ta cùng tìm lại thông tin trong đoạn bài đọc chúng ta vừa đọc. Có một thông tin được đưa ra đó là My father has an unusual hobby, carving eggshells. Có nghĩa là bố tôi có một sở thích kỳ lạ là khắc vỏ trứng. As everyone knows, eggshells are very fragile. Như mọi người đều biết thì vỏ trứng rất là dễ vỡ. My dad can make beautiful pieces of art from empty eggshells. Ba tôi có thể tạo ra những tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp từ những vỏ trứng rỗng. It's amazing. Điều đó thật tuyệt vời. Chúng ta sẽ sử dụng phần thông tin này để trả lời cho câu hỏi số 1 như sau. He thinks his father's hobby is unusual because eggshells are very fragile. And his father can make beautiful pieces of art from empty ones. Câu trả lời cho câu hỏi số 1 của chúng ta hoàn chỉnh sẽ là He thinks his father's hobby is unusual because eggshells are very fragile and his father can make beautiful pieces of art from empty ones. Có nghĩa là Nick nghĩ rằng sở thích của ba anh ấy không bình thường bởi vì vỏ trứng dễ vỡ và ba anh ấy có thể tạo ra những tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp từ những vỏ trứng rỗng. Chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2. Where did his father see the carved eggshells for the first time? Có nghĩa là ba anh ấy đã nhìn thấy những vỏ trứng khác lần đầu tiên ở đâu? Thì chúng ta sẽ tìm lại thông tin trong đoạn văn có đề cập đến là He started the hobby 5 years ago after a trip to the US where he saw some carved eggshells in an art gallery. Ông ấy đã bắt đầu sở thích 5 năm trước sau một chuyến đi tới Mỹ khi mà ông ấy nhìn thấy những vỏ trứng được điêu khắc ở trong một bảo tàng nghệ thuật. Chúng ta sẽ trả lời cho câu số 2 bằng các thông tin này như sau. He saw the carved eggshells for the first time in an art gallery in the US. Câu trả lời hoàn chỉnh cho câu số 2 của chúng ta đó là He saw the carved eggshells for the first time in an art gallery in the US. Có nghĩa là ba anh ấy thấy những vỏ trứng khác lần đầu tiên trong một bảo tàng ở Mỹ. Chúng ta sẽ chuyển tiếp sang câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 của chúng ta như sau. How do people find this hobby? Có nghĩa là mọi người thấy sở thích này như thế nào? Ở trong đoạn văn đã đề cập đến là Some people say that this hobby is difficult and boring, but it isn't. Có nghĩa là một vài người nói rằng cái sở thích này là khó và tẻ nhạt nhưng mà nó không như thế. Chúng ta sẽ trả lời cho câu hỏi là mọi người cảm thấy sở thích này như thế nào như sau.
they find it difficult and boring. Câu trả lời cho câu hỏi số 3 của chúng ta đó là they find it difficult and boring. Mọi người thấy nó khó và nhàm chán. Ta chuyển tiếp sang câu hỏi số 4. Câu hỏi số 4 của chúng ta như sau. Does Nick like his father's hobby? Có nghĩa là Nick có thích sở thích của ba ấy không? Thì chúng ta thấy ở trong đoạn văn có đề cập đến là I find this hobby interesting because carved eggshells are unique gifts for family and friends. Tôi thấy sở thích này thú vị vì vỏ trứng khác là món quà độc đáo cho gia đình và bạn bè. Như vậy, chúng ta thấy rằng đối với câu trả lời là Nick có thích sở thích của bố anh ấy không thì chúng ta có thể trả lời là Yes, he does. Có, anh ấy có, đúng không nào? Câu trả lời cho câu hỏi số 4 của chúng ta đó là Yes, he does. Có, bạn ấy có thích. Cho chuyển tiếp sang phần nhiệm vụ số 3. Nhiệm vụ số 3 của chúng ta như sau. Read the sentence below and use no more than 3 words from the text to complete them. Có nghĩa là chúng ta sẽ đọc các câu bên dưới và sử dụng không quá 3 từ trong bài viết để hoàn thành chúng. Đối với câu số 1, Nick's father enjoys, có nghĩa là bố của Nick thì thích cái gì đó. Đằng sau từ enjoys thì chúng ta có thể có động từ dạng verb ing. Và ở đây chúng ta thấy ở trong bài đề cập đến là ba của Nick thích chạm khắc vỏ trứng. Cho nên đối với chỗ trống số 1 chúng ta sẽ điền từ carving eggshells. Câu trả lời cho câu hỏi số 1 của chúng ta đó là carving eggshells. Câu hoàn chỉnh của chúng ta đó là Nick's father enjoys carving eggshells. Có nghĩa là ba của Nick thích khắc vỏ trứng. Rồi về câu số 2, he took up this hobby when he came back home from. Có nghĩa là ông ấy thực hiện sở thích này kể từ khi ông ấy trở về nhà từ. Thì chúng ta thấy thông tin ở trong bài đọc đưa ra đó là ba Nick bắt đầu sở thích này 5 năm trước sau một chuyến đi đến Mỹ. After a trip to the US, cho nên đối với chỗ trống thứ hai chúng ta có thể điền the US, đó là Mỹ. Câu số 2 hoàn chỉnh của chúng ta đó là he took up this hobby when he came back home from the US. Có nghĩa là ông ấy thực hiện sở thích này khi ông ấy trở về nhà từ Mỹ. Đối với câu số 3, he learned to carve from. Có nghĩa là ông ấy học cách khắc từ đâu. Thì chúng ta thấy thông tin trong đoạn văn đề cập đến đó là he learned everything from the internet. Có nghĩa là ông ấy học mọi thứ từ mạng internet. Cho nên đối với chỗ trống số 3 chúng ta có thể điền the internet. Câu hoàn chỉnh số 3 của chúng ta đó là he learned to carve from the internet. Ông ấy học khắc từ internet. Đối với câu số 4, Nick thinks you can learn to carve if you have it. Có nghĩa là Nick nghĩ rằng bạn có thể học cách khắc nếu mà bạn có. Thì chúng ta thấy trong đoạn đề cập đến là all you need is time. Có nghĩa là tất cả những gì bạn cần là thời gian. Cho nên bạn có thể học cách khác nếu bạn có thời gian. Chỗ trong số 4 chúng ta có thể điền từ time. Câu số 4 hoàn chỉnh của chúng ta sẽ là Nick thinks you can learn to carve if you have a time. Có nghĩa là Nick nghĩ rằng bạn có thể học khác nếu bạn có thời gian. Đối với câu số 5, carve eggshells can be used as for the family and friends. Có nghĩa là những vỏ trứng được chạm khắc có thể được sử dụng như là một cái gì đó cho gia đình và bạn bè. Thì chúng ta thấy ở trong đoạn văn có đề cập đến thông tin đó là I find this hobby interesting because carved eggshells are unique gifts for family and friends. Có nghĩa là tôi thấy sở thích này là thú vị bởi vì những vỏ trứng được chạm khắc có thể là món quà độc đáo cho gia đình và bạn bè. Cho nên đối với câu số 5 chúng ta có thể điền vào chỗ trống từ gifts. Câu số 5 hoàn chỉnh của chúng ta sẽ là carved eggshells can be used as gifts for the family and friends. Có nghĩa là vỏ trứng khắc có thể được dùng như những món quà cho gia đình và bạn bè. Sau khi hoàn thành xong phần nhiệm vụ số 3, cô và Kay sẽ chuyển sang phần speaking. Nhiệm vụ số 4 của chúng ta như sau. Nick says
The carved egg shells can be used as gifts for the family and friends. Có nghĩa là Nick nói rằng vỏ trứng khác có thể được dùng như món quà cho gia đình và bạn bè. In pairs, discuss other uses of these pieces of art. Có nghĩa là theo cặp thì chúng ta thảo luận những cách sử dụng khác của tác phẩm nghệ thuật này. Share your ideas with the class. Chia sẻ ý kiến với lớp. Thì ngoài cái việc sử dụng như là những món quà tặng cho bạn bè, chúng ta có thể sử dụng vỏ trứng để trang trí trong nhà, làm quà lưu niệm, hay là có thể làm đèn từ những quả trứng lớn. Chúng ta có thể trả lời cho phần nhiệm vụ số 4 này như sau. We can use egg shells. For decoration at home. Souvenirs. Or light. The bigger eggs. We can use egg shells for decoration at home, souvenirs or light. Có nghĩa là chúng ta có thể sử dụng vỏ trứng để trang trí trong nhà, làm quà lưu niệm hoặc là làm đèn đối với những quả trứng lớn. Như vậy cô và Kim đã hoàn thành xong nhiệm vụ số 4, chúng ta cùng nhau đến với nhiệm vụ số 5. Nhiệm vụ số 5 của chúng ta như sau. Work in groups, làm việc theo nhóm. Take turns talking about your hobbies. Chúng ta sẽ lần lượt nói về những sở thích của chúng ta. Use the questions below and your own to help. Chúng ta sẽ sử dụng các câu hỏi bên dưới và câu hỏi riêng của em để có thể giúp. Ở đây chúng ta có câu hỏi số 1, đó là What's the name of your hobby? Có nghĩa là tên của sở thích của em là gì? Câu hỏi số 2, When did you start your hobby? Khi nào thì em bắt đầu sở thích này? Câu hỏi số 3, Is your hobby easy or difficult? Why? Có nghĩa là sở thích của em là khó hay là dễ và tại sao? Câu hỏi số 4, Is your hobby useful? Why or why not? Có nghĩa là sở thích của em có phải là hữu ích không? Tại sao hoặc là tại sao không? Và câu hỏi số 5 đó là Do you intend to continue the hobby in the future? Em có ý định tiếp tục sở thích này trong tương lai không? Và sau khi trả lời xong các câu hỏi này thì các em sẽ cùng nhau đưa ra xem Who do you think has the most exciting hobbies? Các em nghĩ ai là người có sở thích thú vị nhất? Thì đối với các câu trả lời này, cô có thể đưa ra gợi ý trả lời như sau. Đối với câu hỏi số 1, câu hỏi về tên sở thích của em, thì ở đây cô thích chơi cầu lông, cô có thể trả lời là playing badminton, chơi cầu lông. Đối với câu hỏi số 2, em đã bắt đầu sở thích này từ khi nào? Thì cô có thể trả lời là 2 years ago, 2 năm về trước. À, đối với câu hỏi số 3, hỏi xem sở thích này là dễ hay là khó, thì cô có thể trả lời là sở thích này là khó, it's difficult. Và với câu hỏi lý do why thì cô sẽ trả lời rằng because you must be quick, tại vì bạn cần phải nhanh nhẹn. Câu trả lời cho câu hỏi số 3 đó là It's difficult because it must be quick. Có nghĩa là nó khó bởi vì bạn phải nhanh nhẹn. Đối với câu hỏi số 4, câu hỏi xem là sở thích này có hữu ích không, thì chúng ta có thể thấy sở thích này là hữu ích. Yes, it is. Cô thấy sở thích này là hữu ích bởi vì nó làm tôi khỏe mạnh. Because it makes me healthy. Bởi vì nó làm cô khỏe mạnh. Đối với câu hỏi số 4, câu trả lời của cô như sau. Yes, it is because it makes me healthy. À, có bởi vì nó làm tôi khỏe mạnh. Đối với câu hỏi số 5, câu hỏi C là cô có ý định tiếp tục sở thích này trong tương lai không? Cô sẽ trả lời là yes, I do. Có, tôi có.
Như vậy cô và Kim đã cùng nhau hoàn thành xong tất cả các bài tập trong phần Skills 1, trang số 12, Unit 1, My Hobbies trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7 mới tập 1. Các em hãy theo dõi lời giải hay.com để xem chi tiết bài giảng nhé. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo. Xin chào!